khán giả truyền hình, đây là Raja Mangala ở Bangkok, Thái Lan, nơi đang níu giữ những hy vọng của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, nơi chúng ta sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của giải đấu năm nay. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng nhưng cũng không khác gì một trận chung kết với cao thủ U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đối thủ của chúng ta là U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một trận đấu mà U23 Việt Nam cần phải giành chiến thắng, đồng thời chờ những tín hiệu lạc quan từ trận đấu cùng giờ mới có thể giành quyền đi tiếp ở giải đấu năm nay, giải đấu mà chúng ta đang là đương kim Á quân. Lúc này thì các cầu thủ đá chính của hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên đang bước ra thảm cỏ của sân Raja Mangala chuẩn bị cho trận đấu này. Hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống màu đỏ, còn đối thủ của chúng ta mặc trang phục thi đấu màu trắng. Cùng giờ với trận đấu này là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng Tây Á U23 Jordani và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trận đấu cho dù đây là trận đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta phải hội tụ cả hai yếu tố, hai điều kiện cần và đủ. Nhưng tôi nghĩ rằng điều mà huấn luyện Park Hang-seo nhắc nhở các học trò đó là không nên quan tâm quá nhiều tới những diễn biến tại Buriram, mà hãy tập trung tuyệt đối cho trận đấu này để hướng tới một chiến thắng. Và có lẽ cũng vì để hướng tới một chiến thắng nên ngày hôm nay huấn luyện Park Hang-seo đã tung ra một đội hình thiên về tấn công. Lần đầu tiên trong giải đấu lần này thì Đình Trọng xuất hiện ngay từ đầu trong đội hình xuất phát, và đó là một trong sự thay đổi đáng chú ý của chúng ta. Đình Trọng sẽ cùng với Ngọc Bảo và Thành Trung là những trung vệ ở phía trên khung thành của Tiến Dũng. Đức Chiến vẫn là người đá thấp nhất ở tuyến giữa bên cạnh Hoàng Đức và Quang Hải. Trong khi đó ở bên phía cánh trái ngày hôm nay là sự xuất hiện của Trọng Hùng để thay cho Thanh Thịnh. Bên phía cánh phải vẫn là sự hiện diện của Tấn Tài. Còn hai cầu thủ tiếp tục xuất hiện ngay từ đầu trên hàng công là Đức Trinh và Tiến Linh. Trong đó huấn luyện viên Ri Yu Yin của U23 Triều Tiên ngày hôm nay thay tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận đấu ở lượt trận thứ hai mà họ đã để thua 0-2 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài Mohanad Kasim Saray. Trọng tài 40 tuổi, người Iraq này không hề xa lạ với các cầu thủ Việt Nam. Cách đây 2 năm thì ông đã từng bắt chính trong trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Australia, nơi mà chúng ta đã giành chiến thắng 1-0 và khởi đầu cho một hành trình kỳ diệu ở Thường Châu, Trung Quốc. Và nói về lịch sử thì cũng ngày này của đúng 1 năm về trước, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đánh bại Yemen với tỷ số 2-0 bằng quả đá phạt trực tiếp thành công của Quang Hải, bằng quả penalty thành công của Quế Ngọc Hải. Và chiến thắng đó đã giúp cho chúng ta trở thành một trong những đội bóng giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8. Cho dù trước đó thì đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng có những kết quả không tốt khi thua trước Iraq và thua trước Iran. Đường truyền của Tấn Tài, Đức Trinh, bóng vẫn trong cuộc, vẫn còn Tấn Tài. Hy vọng rằng trước một đối thủ không có lối đá vây giáp khó chịu như UAE hay Jordani thì đội bóng của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để có những pha xuống bóng ở đáy biên hay có nhiều thời cơ để tiếp cận khu vực cấm địa của đối phương hơn. Đó là điều rất khó và gần như rất ít xuất hiện trong hai trận đấu đầu tiên. Đó rõ ràng là một pha phạm lỗi của U23 Triều Tiên. Đức Trinh đã bị kẹm giữa hai cầu thủ áo trắng. Một quả phạt cho U23 Việt Nam bên phía cánh phải. Trong đội hình của U23 Việt Nam dự giải đấu năm nay vẫn còn có tới 9 cầu thủ từng có cuộc đọ sức với U19 Triều Tiên cách đây 4 năm ở giải U19 châu Á, nơi mà chúng ta đã giành chiến thắng 2-1 với các pha lập công của Đức Trinh và Văn Hậu. Hy vọng cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng Triều Tiên của Đức Trinh tiếp tục xuất hiện ngày hôm nay. Hai bàn thắng mà chúng ta có được ở giải U19 châu Á năm 2016 đều là những pha ghi bàn hết sức ấn tượng.
Và đây là vị trí đã từng dẫn tới bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Indonesia ở chung kết của SEA Games. Người dứt điểm thành công trong tình huống tương tự là Văn Hậu. Có lẽ người đánh đầu là Thành Trung. Cảm giác bóng chưa chạm đầu Thành Trung ở tình huống vừa rồi. Trận đấu đầu tiên Đình Trọng ra sân trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận đấu ở giải đấu năm nay. Trước đó thì hai trận đấu trước Đình Trọng đều vào sân từ ghế dự bị. Anh vào sân ở phút thứ 54 thay Tấn Sinh ở trận đấu ra quân gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và vào sân ở phút thứ 36 thay Thanh Thịnh ở trận đấu thứ hai gặp Jordani. Và những lần vào sân đó thì có cảm giác là Đình Trọng đã thi đấu rất hay và mang lại sự tự tin cho các đồng đội của mình. Vừa rồi là đường chuyền dài của Thành Trung, Tấn Tài đã tương đối khôn ngoan để chờ pha xử lý của đối phương. Pha đánh đầu ngược này của đội bạn rõ ràng là không tốt, nhưng ít nhất là đội bóng áo trắng vẫn có sự bọc lót cho nhau. Phải đến những phút cuối của hiệp 1 trận đấu với Jordani chúng ta mới được theo dõi thời cơ từ một quả đá phạt góc. Nhưng chắc chắn đây sẽ là trận đấu mà những quả đá phạt góc sẽ xuất hiện nhiều hơn. Quang Hải sẽ vẫn là người thực hiện quả đá. Và hãy cùng chờ đợi một phương án của đội tuyển U23 Việt Nam trong một tình huống mà chúng ta đã làm rất tốt tại SEA Games nhưng chưa thành công tại giải đấu lần này. Quả đá phạt góc của Quang Hải. Không chiến giờ đây cũng đã trở thành một thứ vũ khí mới của U23 Việt Nam. Nỗ lực tranh cướp bóng của Trọng Hùng. Nếu như không phải tham gia hỗ trợ nhiều cho khâu phòng ngự thì ở vị trí bên phía cánh trái, Thanh Thịnh là một sự lựa chọn tương đối chất lượng, bởi đây là cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt, phối hợp hay với những cầu thủ trên hàng công. Nhưng khi phải tham gia cả hai nhiệm vụ cùng lúc thì Thanh Thịnh lại không được đảm bảo. Pha lên bóng của các cầu thủ 23 Triều Tiên rất nguy hiểm. Vị trí của Đức Chiến đã bị khai thác và vừa rồi là cú ra chân của Kim Cung Sin. Một tình huống thực sự là thót tim với các cổ động viên Việt Nam. Sức ép từ phía Ngọc Bảo cũng phần nào khiến Kim Cung Sin không thể có được một cú dứt điểm như ý. Ngày hôm nay Kim Cung Sin được xếp đá chính ngay từ đầu. Đó là một trong những sự thay đổi đáng chú ý của U23 Triều Tiên so với trận đấu mà họ để thua trước UAE. Cả Hoàng Đức và Quang Hải đều đang lùi khá sâu. Chúng ta cần bàn thắng nhưng vẫn phải đảm bảo một thế trận vững chắc ở bên phần sân nhà. Khả năng tấn công mà U23 Triều Tiên thể hiện trước UAE và Jordani là không tệ. Sự khác biệt chỉ là việc họ đã không tận dụng tốt những thời cơ của mình và đã phải nhận những trận thua. Phạm lỗi thuộc về Nguyễn Thành Trung. Chuyền ốc tròn. Hàng phòng ngự của U23 Triều Tiên cũng không phải là một hàng phòng ngự quá chắc chắn. Thường mắc sai lầm khi bị đối phương gây áp lực liên tục. Đình
Trọng đang theo rất sát Kim Cúc Dìn. Cú đánh đầu là của Thành Trung. Đình Trọng đã nằm xuống sân. Chúng ta rất lo lắng mỗi khi cầu thủ áo số 21 của chúng ta ngã xuống. Với thực tế, Đình Trọng dự giải đấu năm nay khi mà chưa có được thể lực sung mãn nhất. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải cân nhắc rất kỹ mới tung Đình Trọng vào sân ở hai trận đấu trước. Thực tế đó chỉ là những giải pháp tình thế của huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà hàng phòng ngự của Việt Nam đã có những sơ hở, ông mới quyết định tung Đình Trọng vào sân. Và sự khác biệt đã được thể hiện rất rõ. Đình Trọng thể hiện vai trò quan trọng của mình. Đường chuyền dài rất hay của Thành Trung, tấn đây, phía trong là tiền lên. Chơi rất ăn ý, cùng nhau trong máu câu lạc bộ đã cùng nhau tạo nên những bàn thắng trước U22 Trung Quốc, đã kết hợp để tạo nên bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, và nó mang tên Tiến Linh. Không hề có lỗi việt vị của Hồ Tấn Tài ở tình huống này. Bàn thắng rất giống với những pha lập công của Tiến Linh vào lưới U22 Trung Quốc. Rất giống, như một bản photocopy vậy. Nhưng đây là một pha bóng xuất sắc mà tôi tin là huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng và mong muốn rất nhiều. Đường chuyền dài của một trung vệ Thành Trung, tốc độ của Tấn Tài và khả năng chọn vị trí, bản năng của một tay sân bàn hàng đầu đã được Tiến Linh thể hiện ở những bước chạy và cú đệm bóng quyết định. 1-0 cho U23 Việt Nam. Bàn thắng rất quan trọng. Bàn thắng của Tiến Linh được xuất phát từ một tình huống phát động tấn công từ bên phần sân nhà của Thành Trung. Thành Trung đúng là sở hữu rất nhiều những phẩm chất mà tất cả các huấn luyện viên đều cần, không chỉ hay trong phòng ngự mà cũng rất có duyên mỗi khi lên tham gia tấn công. Và bây giờ thì Thành Trung lại cho thấy một khả năng nữa của mình, đó là khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài từ sân nhà, khiến hàng phòng ngự đối phương bất ngờ. Trọng tài thổi phạt với Trọng Hùng. Ở trận đấu với Jordani, khi mà Thanh Thịnh rời sân, Ngọc Bảo đẩy lên đá ở vị trí hậu vệ trái, thì Thành Trung đá ở vị trí trung vệ lệch trái và đã chơi tốt, bởi vì khi đó vẫn còn Việt Anh. Ngày hôm nay Đức Chiến được kéo xuống đá vị trí trung vệ lệch trái, thì Thành Trung đá lệch phải và vẫn chơi tốt. Phút 20 của hiệp 1 cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chúng ta đã mở tỷ số với pha lập công của Tiến Linh. Còn trận đấu tại Buriram giữa UAE và Jordani vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. Đây là những tỷ số rất có lợi cho đội bóng của chúng ta. Nhưng hy vọng của chúng ta sẽ vẫn còn phải trải qua rất nhiều thử thách vì thời gian vẫn còn rất dài. Quang Hải là người đã có pha ngăn cản số 4 của U23 Triều Tiên, So Yong-gin. Như vậy là đã có thẻ vàng cho đội trưởng của U23 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng, xét riêng về cá nhân của môn số 1 bên phía UEFA Việt Nam thì anh đang có một giải đấu rất hay. Vẫn là các cầu thủ U23 Triều Tiên. Quang Hải, Đức Chinh. Đội bạn buộc phải phạm lỗi để ngăn cản một tình huống phản công của chúng ta. Chiếc thẻ vàng là điều tất nhiên. Tài Saray đang tỏ ra rất nghiêm khắc với những tình huống phạm lỗi của cầu thủ hai bên. Trong trường hợp trận đấu giữa Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kết thúc với tỷ số hòa không đều thì chúng ta cần phải thắng U23 Triều Tiên với cách biệt 2 bàn. Come on.
chắn của Tiến Dũng. Sự chắc chắn, những tình huống băng ra hợp lý là một trong những điểm sáng của U23 Việt Nam được Tiến Dũng thể hiện tại giải đấu lần này. U23 Việt Nam đang chủ động về thế trận. Chúng ta không có những tình huống tấn công đối thủ dồn dập mà lựa chọn thời cơ để bung sức. Pha bóng vừa rồi là một ví dụ. Khi chúng ta có cơ hội phản công thì tất cả hệ thống đều tham gia vào pha bóng. Ngay cả trung vệ Đình Trọng cũng đã lên đến vạch vôi giữa sân và có hai đường chuyền liên tiếp cho những cầu thủ ở phía trên. Trọng tài đã rút thẻ vàng với Đình Trọng. Ông xa này quả là đang rất nghiêm khắc với những tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên. Theo tôi, phạt Đình Trọng ở tình huống này thẻ vàng có vẻ như hơi nặng. Và đó là lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã lắc đầu. Những chiếc thẻ phạt cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định đi tiếp, bởi chỉ số fair play là chỉ số sẽ được tính tới. Tại Asian Cup 2019 thì chúng ta đã vượt qua Liban để góp mặt ở vòng 1/8 nhờ hơn chỉ số fair play. Bàn thắng có vẻ đã đến với các cầu thủ U23 Triều Tiên. Pha ghi bàn là của Kang Kuk Chon. Lại là một tình huống mà Tiến Dũng đã không mang đến cho chúng ta một pha xử lý chắc chắn. Tôi có cảm giác là Tiến Dũng cũng đã có ý định đấm bóng chứ không hề định bắt bóng. Có lẽ là chủ động đón một đường chuyền sệt của Tuấn Tài, nhưng số 4 của chúng ta đã thực hiện một đường chuyền quá dài xuống phía dưới. Lỗi của Hà Đức Chinh. Với những kết quả của hai trận đấu cùng giờ, ở thời điểm hiện tại thì lợi thế vẫn đang tạm thời thuộc về U23 Jordani và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hai đội bóng này vẫn đang tạm hơn U23 Việt Nam 2 điểm. Đức Chiến rất nguy hiểm. Trong hoàn cảnh như chúng ta vừa phải nhận bàn thua thì có lẽ là các trung vệ không nên đặt Bùi Tiến Dũng vào những tình huống thử thách. Sẽ có thẻ vàng, có thể là như vậy. Khi mà đội bạn đã ngăn cản một cơ hội phản công của chúng ta, người bị phạm lỗi là Đức Trinh. Ông Park Quang Cho, ông Kasim chỉ dành một lời nhắc nhở cho Park Quang Cho. Đây mới là xứng đáng là một tình huống phải nhận thẻ vàng. Tình huống ngăn chặn pha phản công nhanh của chúng ta và vào bóng rất nguy hiểm bằng gầm giày. Hoàng Đức, Đức Chiến. Ngay sau khi mất bóng thì cao thủ U23 Triều Tiên cũng đã lùi về sân nhà rất nhanh, tạo nên một thế trận phòng ngự nhiều lớp. Chuyền không tốt của Ngọc Bảo. Pha sát rất nhanh của Đình Trọng đã phạt cho U23 Việt Nam. Từ đầu giải thì chúng ta cũng chưa một lần được hưởng những quả đá phạt ở vị trí thuận lợi với chiếc chân trái của Quang Hải. Đây là giải đấu mà chúng ta đến với một vị thế khác.
và các đối thủ đều nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U23 Việt Nam. Triều Tiên đang đá với một đội hình rất thấp. Thành Trung. Trọng tài đã thổi phạt Kim Cung Jin. Tình huống dùng tay không chia bóng. U23 Triều Tiên kéo đội hình xuống rất thấp. Điều đó cũng khiến cho U23 Việt Nam không thể đẩy cao tốc độ. Quang Hải tấn tay. Bóng có vẻ đã chạm tay một cầu thủ của U23 Triều Tiên. Tôi nghĩ là sẽ có va. Trọng tài thì đã chỉ tay ra một để ra dấu về một quả đá phạt góc, nhưng tổ trọng tài va sẽ làm việc. Penalty. Nếu như theo những gì chúng ta thấy, đúng là như vậy. Ông Saray không hiểu là đã nhận được những tín hiệu từ tổ trọng tài VAR hay chưa. Chỉ có một quả đá phạt góc. Của U23 Triều Tiên nhưng không ai có thể đệm được vào quả bóng vừa rồi. Quả đá phạt góc khó chịu, Tiến Linh là người chạm đầu. Một cơ hội rất tốt đã trôi qua trước mũi giày các cầu thủ U23 Việt Nam. Đã có một tình huống va chạm giữa Trọng Hùng và cầu thủ U23 Triều Tiên. Cho tới lúc này, U23 Việt Nam đã có hai cầu thủ phải nhận thẻ vàng, đó là Quang Hải và Đình Trọng. Chúng ta đang xem lại hai bàn thắng của trận đấu cho tới lúc này. Bàn thua của chúng ta là một điều rất đáng tiếc. Chiến đã bị cầu thủ đối phương vượt qua, nhưng các đồng đội vẫn bọc lót được. Và xử lý tốt của Trọng Hùng. Hoàng Đức. Đội bóng áo trắng lùi về rất nhanh với hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Quang Hải. Đức Trinh rất đẹp. Cú quăng chân ngay của Hà Đức Trinh ở thế không thực sự thuận lợi. Đó là một pha dứt điểm bằng chân trái. Trọng Hùng bị phạm lỗi. Kim Cúc Chôn là tác giả của bàn thắng gỡ hòa 1-1. Theo dõi những hình ảnh từ Buriram.
tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Jordani. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên. Và bây giờ, với thông tin tích cực từ sân vận động Chang Arena là một thời cơ mở ra cho chúng ta. Với chấm đá phạt này, với sự xuất hiện của Quang Hải và cả Hoàng Đức, có hai lựa chọn cho chúng ta. Nhưng đây là vị trí đá phạt gợi nhớ lại khoảnh khắc ở Thường Châu. Quang Hải không qua hàng rào của U23 Triều Tiên. Cú đá hơi thấp. Bóng lại đến chân Nguyễn Hoàng Đức. Giờ đây. Đức Trinh. Đó là Trọng Hùng. Một tình huống chuyển cánh của Trọng Hùng và pha bóng mà Hoàng Đức tạo ra là một sự đột biến cần thiết. Nhưng đó vẫn là một đường chuyền hơi mạnh và vẫn tạo điều kiện để thủ môn của đội bạn băng ra. Cầu thủ của chúng ta đã bị phạm lỗi. Park Jong-ju đã phạm lỗi với Hà Đức Trinh. So với nhiều giải đấu trước thì thực tế lúc này huấn luyện viên Park Hang-seo không còn nhiều sự thay thế tốt trên hàng công. Đánh đâu? Việt Anh. Bóng đã đi hết đường biên ngang mất rồi. Cú đá phạt của Hoàng Đức. Người bật cao đánh đầu là Thành Trung. Ở những phút cuối hiệp 1 thì bàn thắng thứ hai đã đến rất gần với U23 Việt Nam. Đó là trong một tình huống mà Quang Hải thực hiện quả phạt góc. Và Tiến Linh là người đón bóng để thực hiện pha làm tường đưa bóng về phía xa cột 2. Nhưng rất tiếc là không cầu thủ nào của chúng ta băng vào kịp để thực hiện pha đá bồi cận thành. Đức Chiến. Chiến. Hoàng Đức. Cú định dứt điểm ngay. Hơi phiêu lưu. Bởi ngoài việc Hoàng Đức tung ra một cú sút từ xa thì trước mặt anh còn có sự áp sát của hậu vệ đối phương. Với việc Đức Chiến trở lại vị trí tiền vệ trung tâm thì Hoàng Đức sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn. Khi đó thì khả năng tấn công, khả năng sáng tạo của Hoàng Đức cũng sẽ được phát huy. Yêu cầu Ngọc Bảo ném biên đúng vị trí. Đức Trinh không tới được chân của Tiến Linh nhưng nỗ lực của Tiến Linh đã giúp anh đoạt lại bóng. Chân trái. Dù Tiến Linh đã có một pha xử lý không thành công nhưng đó là một pha bóng đã nhận được sự khích lệ của huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jang-jin. Tiến Linh muốn tạo ra một cú sút mạnh vào góc cao khung thành của đối phương.
một nỗ lực rất đáng ghi nhận của cầu thủ đã mở tỷ số trận đấu. Ở SEA Games 30 thì Tiến Linh cũng đã có rất nhiều những pha bóng tranh cướp bóng và tận dụng được sai lầm của hàng phòng ngự đối phương bằng những tình huống dướn người và tăng tốc rất tốt. Nếu như tại giải đấu diễn ra cách đây 2 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có những phương án dự bị chất lượng trên hàng công với nhiều cái tên như Công Phượng, Phan Văn Đức, Văn Toàn, thì lúc này nếu như muốn tìm ra một cái tên để thay thế cho hàng công của U23 Việt Nam cũng rất khó. Hoàng Đức, vẫn là Hoàng Đức, rất con Hoàng Đức, không vào. Màn solo tuyệt vời của Hoàng Đức, những pha xử lý cực kỳ mềm mại và khó chịu đã loại bỏ hai hậu vệ của đối phương. Tuy nhiên đó vẫn là tình huống mà thủ thành Kang Ju-hyuk có sự tập trung. Theo chúng tôi thì đó là một tình huống quyết định dứt điểm ngay hợp lý của Hoàng Đức, vì phía trong những cầu thủ của chúng ta cũng đang bị theo sát và không ai ở một vị trí thuận lợi để đón đường truyền của Hoàng Đức cả. Tiến Linh, tiếp tục là Tiến Linh, Đức Chinh. Cảm giác của Đức Chinh ngày hôm nay không được tốt. Cơ hội phản công cho U23 Triều Tiên. Đình Trọng một lần nữa đọc tình huống hay. Và xử lý qua người của cầu thủ đội trưởng Vi Trung Hiu. Cuối cùng thì bóng đã nằm ở trong tay Bùi Tiến Dũng. Thành Trung, Thành Trung và Bùi Hoàng Việt Anh đã đổi vị trí sau những phút chơi không tốt, thì ông Park đã quyết định đẩy Thành Trung sang cánh phải và kéo Bùi Hoàng Việt Anh sang chơi trung vệ lệch trái. Tấn Tài, quả ném biên cho chúng ta. Đội bạn chơi rất quyết liệt. Đức Chiến, Thành Trung đã giải nguy thành công. Việt Anh, vẫn còn Hoàng Đức. Bóng đi chân của Quang Hải. Hoàng Đức, Hoàng Đức không thể dứt điểm. Ngọc Bảo, dứt điểm. Đức Chinh, không vào. Những tình huống phối hợp của chúng ta liên tiếp tạo ra cơ hội những phút vừa qua. Chưa thành công nhưng đã có lỗi của cầu thủ bên phía U23 Triều Tiên, đó là người mới được tung vào sân, Ryang Hyung Ju. Tiến Linh, một trận đấu hay cho đến lúc này của Tiến Linh. Quang Hải, Tiến Linh, Tấn Tài. Đường truyền lại vừa rồi là rất có ý đồ của Hồ Tấn Tài, tiếc là không cầu thủ áo đỏ nào của chúng ta băng lên để tiếp cận. Đình Trọng đang thi đấu rất nỗ lực.
luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra sự thay đổi ngày hôm nay khi đẩy Đức Chiến đá vị trí trung vệ lệch trái và tạo ra sự xuất hiện của Trọng Hùng. Nhưng có vẻ như phương án Đức Chiến đá ở vị trí tiền vệ trung tâm vẫn là phương án khả dĩ nhất. Nguy hiểm. Thành Trung đã khôn ngoan không di chuyển và là người ngăn cản cú đá vừa rồi. Đình Trọng đánh đầu. Và có thể huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục chuẩn bị phải tạo ra sự thay đổi về mặt con người. Đức Chiến. Tấn Tài. Quang Hải. Hợp lý, Đức Chiến. Tiến Linh. Vẫn là Tiến Linh, rất cố gắng, dứt điểm. Một loạt những tình huống đầy nỗ lực trong phạm vi xoay sở của mình được Tiến Linh thực hiện. Pha phạm lỗi của Ri Chung Hiu với Đức Chiến. Sức mạnh tấn công cho U23 Việt Nam cũng là dễ hiểu thôi, vì tỷ số này là tỷ số không đủ để giúp chúng ta đi tiếp. Hoàng Đức. Ngọc Bảo. Quang Hải. Cơ hội, Quang Hải. Rất hay, Tấn Tài. Tiến Linh. Việt Anh. Hoàng Đức. Thanh Sơn bị thổi phạt. So với Đức Chiến thì đúng là Thanh Sơn có khả năng chơi tấn công tốt hơn. Đình Trọng quá khôn ngoan và xuất sắc. Chúng ta theo dõi lại tình huống để thấy rằng đẳng cấp của Đình Trọng là như thế nào. Thanh Sơn. Đình Trọng. Thành Trung. Tiến Linh. Rất hay, Tấn Tài. Đức Trinh. Tiến Linh. Thời gian đang trôi đi với không ít sự sốt ruột dành cho các cổ động viên của chúng ta. Đức
Đức Trinh đang bị đau. Trận đấu giữa Jordani và UAE vẫn đang có tỷ số 1-0 nghiêng về phía UAE. Thành Trung. Không được. Lúc này ông Park đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi cầu thủ. Một tình huống mà Bảo Toàn cũng đã để bóng chạm tay. Nỗ lực của Việt Anh. Đức Trinh. Rất hay. Tấn tài. Đức Trinh. Quang Hải. Không có khoảng trống. Thanh Sơn. Việt Anh. Lỗi Việt vị. Các trọng tài đã chính xác khi thổi phạt Việt vị với Hà Đức Trinh. Đường chuyền xẻ nách của đối phương. Và xử lý tốt của Bảo Toàn. Phút 80, cơ hội phản công của chúng ta. Như vậy là Jordani đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cơ hội cho U23 Triều Tiên. Tiến Dũng đã kiểm soát được tình hình. Quang Hải. Hoàng Đức. Việt Anh. Hoàng Đức. Tiến Linh vẫn còn. Quả đá phạt góc của chúng ta. Cuối hiệp 1 thì chúng ta cũng đã có một cơ hội rất lớn từ một quả đá phạt góc được thực hiện bởi Quang Hải. Tiến Linh
đánh đầu nhưng sau đó không có cầu thủ nào để bóng. Vẫn là Quang Hải đá phạt. Ở trận chung kết với Indonesia tại SEA Games vừa rồi thì Tấn Tài cũng đã được xếp đá ở vị trí bên phía cánh trái. Khi đó thì phía dưới của Tấn Tài có Văn Hậu nên đây là một hành lang phòng ngự tốt và tấn công cũng rất hay trong trận chung kết. Thủ môn Kang Ju-hyuk của U23 Triều Tiên đang bị đau. Trận đấu đang tạm thời bị gián đoạn. Ở trận đấu cùng giờ lúc này, Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang... Bảo Toàn đang đá thay vị trí của Tấn Tài. Phạm lỗi vừa rồi thì Hoàng Đức trở thành cầu thủ tiếp theo của U23 Việt Nam phải nhận thẻ vàng. Tấn Tài lỗi rồi. Tấn Tài vẫn đang chơi rất mạnh mẽ và vị trí nào chơi cũng hay. Việt Anh lại chuyển sang bên phía cánh trái. Ở những giải đấu mà Huấn luyện Park Hang-seo rất thành công thì khu vực phòng ngự là khu vực ổn định nhất và rất ít khi Huấn luyện Park Hang-seo phải thay đổi những vị trí hay hoán đổi những vị trí của các cầu thủ. Rất nguy hiểm. Chỉ có quả đá phạt góc. Việt Anh vừa rồi đã sửa sai. Ngay cả trong những trận đấu nhiều khi chỉ là thủ tục nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thường giữ bộ khung ở tuyến phòng ngự. Nhưng ở trận đấu ngày hôm nay thì đã có quá nhiều sự thay đổi. Ở trận đấu ngày hôm nay và ở giải đấu này. Đấm bóng chính xác của Bùi Tiến Dũng. Bảo Toàn. Quả penalty. Trong hiệp 1 thì đã có một tình huống cầu thủ U23 Triều Tiên để bóng chạm tay. Trọng tài đã không cho chúng ta được hưởng penalty. Đồng hồ đã điểm phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và Bùi Tiến Dũng đang đứng trước thử thách. Thủ môn của chúng ta đã bị đánh bại.
Tỷ số là 2-1 nghiêng về phía U23 Triều Tiên. Kinh nghiệm là điều còn thiếu với Bảo Toàn trong tình huống va chạm dẫn tới quả penalty. Nhưng hy vọng rằng với những cầu thủ trẻ như Bảo Toàn qua những thử thách ngày hôm nay, các cầu thủ của chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Trước khi tạo nên kỳ tích ở Thường Châu, thì thế hệ những cầu thủ đã chơi rất xuất sắc 2 năm về trước cũng đã trải qua không ít những cảm giác đau đớn như thất bại tại SEA Games năm 2020.